Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số sản phẩm mà in bằng nhựa mềm. Đây, hiện nay thì công ty mình hàng năm đều gia công những sản phẩm này cho khách hàng rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là mình cũng không biết cái này là cái gì nữa, nhưng mà bên mình in bằng TPU 95. Đó, các bạn thấy sự mềm dẻo của nó rất là chắc chắn, rất là bền nha các bạn. Đây. Thì một số ý kiến cho rằng là in bằng nhựa mềm nó sẽ rất là khó, không có in được những cái mẫu to. Đối với mình thì mình thấy in bằng nhựa này nó cũng rất là bình thường, không có vấn đề gì. Chắc có lẽ là do bên mình đã quen với cái gia công với những cái loại nhựa như thế này. Đây. Khá là to. Thì mình in cái này đâu đó hình như là cũng phải 3-4 ngày gì đó. Ngoài ra thì bên mình có hàng năm đều gia công những cái sản phẩm nhỏ nhỏ như thế này cho những cái đối tác của Hàn Quốc. Đó. Thì năm vừa rồi thì mình in khoảng 10.000 sản phẩm kiểu như vậy, cũng là nhựa TPU mềm nha các bạn. Đây là TPU 95. Thì TPU 95 là một trong những cái loại nhựa mà nó có cái độ dẻo nhưng mà nó vẫn có cái độ cứng nhất định. Thì cái sản phẩm này mình cũng không biết là sản phẩm gì nữa, thì khách hàng đặt thì mình làm thôi. Hình như đây là một cái miếng để mà gắn vào cái túi của cái đựng cái máy chụp hình gì đó, mình nhớ là vậy. Thì hàng năm thì cái này mình làm 3-4 năm nay rồi, thì hàng năm thì đều cung cấp khoảng trên 10.000 sản phẩm như thế này. Đây. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu gia công những cái sản phẩm mềm dẻo như thế này thì có thể liên hệ với 3DMaker, có thể liên hệ với xưởng in bên mình để thực hiện nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.